bông vải Thái luôn. Hai năm mua mớ hay mua qua tay à? Mới nhiều cũng bộn mà trăm mấy gần 600. Đây lại là hàng mâm to lỗ mua giữa đây, tàn tích đây, bích lỗ các bạn, 1747 luôn nha Thái. Tôi mới quăng lên nắp hay sao rồi, khoét lỗ mái che chọc mày lên luôn. Đồng này đây, đồng Thường Phước 1, Hồng Ngự Đồng Tháp, Hồng Ngự huyện nha chứ không phải Hồng Ngự thành phố. Đang đi tắt 2 khô, đất này đất gãy cho nên đi tắt 2 chở. À, Thái nha các bạn, Thái 1747 luôn. 7040, còn vỏ ghê luôn nè, vỏ lì luôn nè. 16930. Mà trước là 1124 hay gì đó. Đó, à, sướng sướng sướng. Chà, vàng này giống vàng bảo tiền dưới ta. Đó, cái vỏ ga lì của nó kìa. Cái ga lì lúc nào nhìn nó cũng nở hơn ga cao nha các bạn. Nở hồng á. Càng lì nó càng nở. Tại vì nó là dạng vỏ tròn mà. Đấy. Rồi, Kubota M7040 sử dụng động cơ Kubota V3307. Là 3.3 lít đó, 4 máy, piston 94. Dung tích là 3.3 không turbo, công suất là 68 HP, 69 PS. Là 70 đó. Nặng 2,90 tấn cho bạn, chỉ máy á, chỉ tính máy á. Đồng tốc 8 tiếng 8 lùi. Đồng tốc toàn bộ số luôn nha, toàn cấp số luôn. 1 2 3 4 luôn. Thái này chọn bộ, nếu mà tính ra luôn đồ Thái hết là cũng 600 mấy gì đó. Máy Việt mình thì 500 mấy rồi. Chơi chọc lô mũi ra túi sao là quá cao à. Bít được bít, bít được cái miếng gì đi. Miếng bị tết hay gì, em mút hay gì. Nãy mình nhìn ra sao mình không thấy cái lô mũi giữa, mình tưởng đâu là 6040 không lớn không à. Giờ này không biết của ai. Gãy cái ô này cũng lớn lắm á. Lớn mà không biết nhiêu công, nói chung là lớn. Này tắt 2 đang sớm ngang lại, nãy số dọc rồi. Dạ. Làm YouTube. Sao móc nó mũi đưa lên trên chút. Đấy, nó chơi nó bụi hơn. Mình chế là làm hai bộ e. À, một cái bộ gió đó, cái bộ khô, cái bộ ướt đây. Cái bộ ướt gìn của nó phải không? Hả? Bộ ướt là bộ gìn của nó. Ừ, gìn đó. Dạ. Còn cái bộ khô chế thêm. Ừ, chế thêm. Hay chứ. Bởi vì ông mới đưa lên trên được chứ nếu mà chết thì bu khô nữa để cái ghiên đâu được. Cái này nữa, cái này mình đập. Nó vô bộ xuống đây cái đập. Dạ. Còn bộ xuống tới đây nữa là nó tới 3 cấp rồi. Thằng này thì mất thai định kỳ phải không? Hả? Cái bộ ướt nè. Nó mở này ra thay nhớt à. Dạ, thay nhớt định kỳ. Ừ. Chứ không bít, không bít bị tết à? Bị tết. Nãy con bển nhìn qua tưởng là 6040 không à. Ừ. Tài xế của nó còn 70 nó lỗ mũi không đưa lên trên rồi. 1747 Thái luôn. Chiếc lầu hả châu? 2 năm. Mua mới hay mua qua tay à? Mới. Nhiều. Cũng bộn mà. Trăm mấy gần 600. Máy không nữa hả? Vậy là nó mắc, mắc hơn máy Việt mình cũng mấy chục ha. Ừ. 70-80 đó, 100. Này sẽ gãy à? Ừ. 4. Nước chờ không nổi được không? Nước có nước. 16930 phải không? 16930. Này là của nó luôn mà hả? Farm bố Otani. Gió theo máy luôn nè, gió ghi luôn, ghi đó giờ luôn. Dạ. Thằng sớ đó có ai chú? Dạ. Thằng sớ có ai? Có
của mình làm ở đây. Dạ. Mà cũng nhìn con tướng nó vàng bỏ tiền chứ. Đây. Vậy là đưa bô e này lên trên là tại vì chế thêm cái bô e khô các bạn. Bô e nhớt của nó vẫn giữ luôn. Chỉ chế thêm cái khô bởi vì phải đưa ra ngoài chứ không có đưa, không có để y trong cabo được. Năm trăm mấy gần 600. Gãy này rau muống. Cũ cũng trồng rau muống nè, nè rau muống nè. Nhưng mà bỏ cũng gần 2 tháng nay các bạn, cho nên cỏ là nhiều. Mấy ô xung quanh là ba mấy cái ô lúa là cỏ là xanh gần. Cỏ vô ăn cái lúa ma. Nhà này dần nhà. MU 5702 là nặng hơn 7040 nha các bạn. MU 5702 nặng 2 tấn 3 đó. Nhưng mà máy vẫn máy 2403, máy 2.4 giống như 6040 của turbo. Nhưng mà công suất nó 57 nhưng mà lực nó cao nha, moment xoắn nó cao, moment xoắn nó tới 210 mấy lần. Tính lực nó cũng muốn ngang ngửa muốn bằng 7040 á. Bao chuồng chuồng quá thấp thì mưa, hiện tại thì đang chuyển đó nha các bạn. Hồi nãy mình nhìn mình nói 6040 không lớn nè, cái đầu tài 7950 nó mình 70 á, mà tại vì anh rút lỗ mũi ra anh đưa lên trên bít lại bằng cái miếng bi tết. Một 747 còn ở đây là bảo hành 1500 giờ, còn máy bảo hành 2 năm hay 3 năm gì đó tùy chọn mình. Cái chương trình của Thái đó. So với 704K thì nó mát hơn nha các bạn. 704K có 503 hay gì à. Thằng này 500 gửi 506 gì lần. Đồng này cũng hai vụ. Cũng nói chung là người ta thả đó chứ không phải khép kín, nhưng mà nước tới đâu thì người ta làm tới đó, mạnh ai nấy làm chứ không có là nghĩ là nghĩ hết, làm hết. Nói chung cũng tùy nước theo con năm, ở đây người ta làm gãy cho nên cũng đất ở đây nó cũng gò gò không à. Cũng kêu mạnh ai nấy làm đó, không quan tâm nữa tới đâu còn làm tới đó. Trên kia 5310 đang chạy nữa kìa. Lỗ mũi giữa này là xài bô e nhớt mới xài lỗ mũi giữa đó, đằng 7040 này dưới 9540. Cỏ quá cỏ.
chuột đó, đi sớ gãy mà bắt chuột là gọi lo mà hốt. Bảy không bốn không này, nãy mình cũng quên hỏi chủ máy, nãy quên hỏi chút. Cũng có nghe anh em nói thằng này nó vừa gùa rồi vừa ti luôn, rồi cũng có anh em nói thằng này nó xài ti cơ mà không xài gùa. Nhìn vô thấy hai cái ti nữa mà cũng thấy có gùa nữa. Không, nhìn không thấy lô mũi, là nhìn nó 6040 vỏ hông lớn 16928 không, nhìn xa xa.